qua đi, ngày sẽ qua đi và năm mới này và nhiều sự việc sẽ vui vẻ hơn trong năm mới này. Thì cầu mong luôn được bình an. Đó như là đều chúng con cầu chúc cho mẹ được sức khỏe của mình. Chúa ban mọi lành mạnh cho đến gia đình tất cả con cháu chúng con. Đó là lời đầu năm của chúng con, chúng mong vậy thôi. Chúng con rất nhiều. Rồi.
cũng đưa ra cái đồ.